Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 1, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; vùng núi có nơi rất đậm. Khu vực Quảng trị, Ninh thuận và phía đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Các tỉnh Quảng trị, Ninh thuận và phía đông Tây Nguyên có mưa từ 50 đến 100 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 4 tháng 1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 50 mm, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực vùng trũng thấp, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh.